Nam sinh này trượt chân, ngã lên người con nhà người ta của lớp. Sau khi đi vệ sinh xong, Ryu mò tay xuống váy, muốn kéo khóa quần lên nhưng không sờ thấy khóa. Cúi đầu nhìn xuống mới thấy cơ thể mình có gì không đúng. Cậu nhanh chóng chạy đến soi gương, trong gương là gương mặt của Urara. Anh ta liền làm vài kiểu mặt xấu, sau khi xác định là người trong gương chính là mình, sợ quá nên anh ta chạy vào trong buồng vệ sinh. Trong lớp cậu học sinh đội sổ này, đứng khép nép điệu đà, tự tin viết lên bảng những câu nâng cao mà thầy cô cũng bó tay, nhưng bình thường cậu này học rất kém. Một cậu học sinh mà 9 môn cộng lại cũng không nổi 100 điểm. Ryu nhanh chóng kéo Urara lên sân thượng, đề nghị thử ngã một lần nữa để hoán đổi lại cơ thể, nhưng học bá Urara không đồng ý với lời đề nghị này. Nhìn Urara đang ở trong cơ thể của mình, bước những bước thật nhẹ nhàng như vậy, Ryu không biết nói gì nữa, vừa quay người lại thì gặp thầy mỹ thuật, muốn mời mình làm mẫu, phải tạo dáng cả nửa ngày thì không nói. Thầy giáo còn đích thân sửa dáng, Ryu trợn mắt rồi tung cước đá vào hạ bộ của thầy. Thầy giáo liền suy sụp người xuống, Ryu tiêu sái hất tóc rồi thẳng người bước đi, đi trên hành lang nghĩ lại cảnh vừa rồi, tôi không lấy được vợ rồi. May mà lúc này có vài người bạn xinh đẹp đã đến, nên anh chàng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi cùng nhau ăn cơm, ba cô gái nhìn anh cười cười một cách kỳ lạ, anh mở hộp cơm ra, đồ ăn bên trong bị đảo lộn xộn hết cả. Mấy bạn nữ không nhịn được bật cười thành tiếng. Ryu không hiểu mấy bạn nữ này đang cười cái gì, nên cũng cười theo. Ăn cơm xong vẫn vô cùng đắc ý, vừa mở cánh cửa tủ ra, rác ở bên trong liền rơi ra ngoài. Xem kỹ một lượt, bên trong tủ toàn là những lời chửi bới, các trang sách cũng bị vẽ kín. Ba cô gái ở sau bức tường đứng cười vui vẻ. Lúc này cậu mới hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra con nhà người ta thường ngày lại có một cuộc sống như thế này đây. Cô gái này nhìn thấy Ryu đang than vãn với Urara, nghĩ rằng Urara đang xin Ryu giúp mình nên hẹn Ryu ra, đẩy một cái là Ryu ngã xuống đất, mày đừng có lởn vởn bên cạnh Ryu. Và mách lẻo với cậu ấy, không ai tin mày đâu. Không những bắt nạt Urara mà còn nói cô ấy là đồ ngốc. Ryu không nhịn nổi nữa, đứng dậy giơ nắm đấm ra, rồi lao thẳng đến chỗ ba cô gái. Thường ngày kiểm tra 9 môn cộng lại cũng không nổi 100, mà thi lại tất cả các môn đều được 99 điểm. Còn một cô gái học bá dễ bị bắt nạt, đi vài đường cơ bản là đã đánh bại cả lũ con trai. Chính là vào 2 ngày trước cậu học sinh đội sổ bị trượt chân, ngã từ trên cầu thang xuống, và ngã lên người cô học bá. Hai người bị tráo đổi linh hồn. Ngày đầu tiên sau khi tráo đổi có tiết thể dục, các bạn nữ trong lớp đều đang thay áo đồng phục. Ryu đứng mỉm cười đam đam, nhưng kỹ thuật thay quần áo của các bạn nữ quá cao siêu, nên anh chàng rất thất vọng, không còn cách nào khác, nên chỉ có thể tự đáp ứng bản thân. Các bạn học liền chạy qua ngăn lại, nói có người chụp trộm, còn nói người chụp trộm là mình. Ryu không hiểu tại sao, mặc dù kết quả học tập rất kém, nhưng cậu không bao giờ làm những chuyện như vậy. Đúng lúc này hình như Ryu nhìn thấy gì đó, mở cửa sổ ra thì thấy một cánh tay đang giơ điện thoại lên. Dám động thủ trước mặt ông đây, Ryu bám cửa sổ nhảy xuống, đuổi theo ba cậu học sinh đang ngồi xem ảnh. Ba con người này không ngờ khi gặp họa lại đổ tội cho mình. Ryu chỉ tay một cái, nói Ryu của mấy người đang ở trong phòng ôn bài kia, còn dám đổ vạ cho tôi. Nghe đến đây ba người không giả vờ nữa, nhân lúc Ryu đôi cho với họ thì cầm điện thoại quay lại Ryu, cố tình nói những câu chọc tức Ryu, nhưng Ryu đâu phải là một cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt. Sau khi nhẹ nhàng xử lý xong ba người, anh chàng cầm điện thoại lên xóa ảnh, đã có kết quả thi lại. Cậu học trò đội sổ được 99 điểm mỗi môn, vì sợ học sinh kiêu căng, nên mỗi môn thầy giáo trừ một điểm để cậu có không gian tiến bộ. Và Ryu cũng trở nên nổi tiếng, trở thành thần tượng của đám con gái. Tất cả mọi người đều bị thu phục bởi khả năng của cô, kể từ đó cô trở thành tấm gương của các nữ sinh. Cuộc sống của cả hai người đều có sự thay đổi, chỉ là họ không biết rằng có người đang núp trong bóng tối quan sát họ. Anh chàng này chỉ chạm nhẹ vào váy cô gái đã nhấc chân đá một cú đã làm cho nam sinh ngã xuống. Đá xong lại thấy mình làm thế không ổn, nhưng cậu nam sinh ngã xuống đã phát hiện ra, cú đá này không ngờ cậu chính là Ryu. Hóa ra nam sinh đã biết chuyện. Không còn cách nào khác nên Ryu chỉ có thể nói ra sự thật, cậu trai này thế mà lại rất vui vẻ, bởi vì Urara là học bá số 1 của toàn trường, nhưng lại bỏ thi đại học, trường yêu cầu anh điều tra. Nhưng Urara lạnh lùng quá, không thèm để ý đến anh ta. Bây giờ thì tiện quá rồi, có thể bắt đầu từ việc kiểm tra cơ thể, xem cô ấy có bệnh gì khó nói không. Đúng lúc này Urara xuất hiện ở cửa phòng. Urara lại bị các bạn học bắt nạt, họ còn nói những lời sỉ nhục cô. Ryu không nhịn tiếp được nữa nên đã đứng dậy giơ nắm đấm. Khi cả ba người vẫn chưa kịp phản ứng, Ryu đã xông qua đó. Đúng lúc này Urara chạy ra, thế nhưng Ryu đã không kịp thu đòn.
Nhìn thấy hành động kỳ quái của hai người, ba cô gái cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bộ dạng bỏ chạy của họ làm Urara rất vui, cô cảm ơn Ryu. Cô cuối cùng cũng nói ra sự thật, lúc đó cô luôn bị bắt nạt, nên rất ghét trường học, không muốn đi học cũng không muốn thi đại học. Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi, bởi vì bây giờ cô không ghét trường học nữa. Hai người đứng ở nơi đã xảy ra trao đổi linh hồn, muốn đổi lại, ôm lấy nhau, và nhảy xuống. Nhưng tiếc là không có gì xảy ra. Urara đột nhiên nhớ ra còn một việc chưa thử. Khi hai người ngã từ trên bậc thang xuống, họ đã hôn nhau, hay chúng ta thử hôn nhau xem. Quả nhiên là hai người đã đổi lại linh hồn, nhưng bây giờ Ryu cứ bất giác nhớ đến hình dáng của Urara. Thật là khó xử quá đi. Tốt quá rồi.